chào tất cả các bạn, mình là Thảo. Hiện nay mình có một buổi ghi hình trực tiếp tại tòa nhà Sky 17. Và nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là chiếc đồng hồ Casio Augear SGW 450H, một ADR trong sản phẩm chuyên dành cho các hoạt động ngoài trời. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em chức năng đo độ cao của nó, một trong những tính năng mà rất cần thiết và thú vị dành cho những anh em nào mà thích đi leo núi hay du lịch. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các anh em chức năng đầu tiên chính là chức năng đo độ cao anh em đang đứng hiện tại so với mực nước biển. Trước tiên mình xin giới thiệu với các bạn giao diện của chiếc đồng hồ này trước. Ở đây sẽ có 4 nút, nút bên này là nút A. Nút này là nút B. Đây là nút C. Và đây là nút D màu xanh. Thì để biết được độ cao của các bạn đang đứng hiện tại so với mực nước biển là bao nhiêu mét thì các bạn chỉ cần ấn nút D màu xanh này thôi. Sau đó chờ trong một vài giây. Con số 55 hiển thị trên mặt đồng hồ chính là độ cao hiện tại của các bạn so với mực nước biển. Và nếu các bạn muốn thoát ra khỏi chế độ này, các bạn chỉ cần ấn nút C một lần. Đó, nó sẽ trở lại giao diện bình thường. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách đo độ cao hiện tại của các bạn so với mực nước biển bằng chiếc đồng hồ này. Vậy thì đối với các bạn, chiều cao của tòa nhà này là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng nhau thử sử dụng chiếc đồng hồ này để đo chiều cao của nó nhé. Sử dụng tính năng đo độ cao của tòa nhà này, các bạn hãy bắt đầu việc nhấn nút D. Chờ đến khi nào màn hình hiển thị độ cao hiện tại của các bạn so với mực nước biển. Sau đó các bạn nhấn giữ nút A cho đến khi đồng hồ kêu beep. Đó, các bạn lại tiếp tục chờ cho đến khi nó hiển thị lại con số ban đầu. Các bạn sẽ sử dụng tiếp nút B ở đây. Bấm giảm, giảm, giảm cho đến khi con số trở về 0. Và khi con số này trở về 0, các bạn hãy ấn nút A. Khi ấn nút A nghĩa là lúc chúng ta bắt đầu đo độ cao của nó. Hãy cùng Thảo đo độ cao hiện tại của tòa nhà này nhé. À. 45m. 45. Độ cao tầng 17 của tòa nhà Sky 17 là 45m. Vừa rồi là cách sử dụng chức năng đo độ cao của chiếc đồng hồ Casio Augear SGW 450H, một ADR. Ẩn chứa bên trong chiếc đồng hồ này còn rất nhiều tính năng thú vị khác mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá qua các video sau của đồng hồ hải chiều nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của đồng hồ hải chiều để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi nhé. Cùng nhau ra hải chiều, lấp lánh ánh sáng phản chiếu khắp nơi như là đang đón mừng. Sản phẩm chính hãng sẽ giúp các anh phong độ thêm sáng ngời.